À, dạ vâng ạ, loa bãi cực đẹp, cực mới mà em bán giá lại rất là hợp lý các bác nhá. Còn đúng 3 đôi duy nhất, 3 đôi full bãi xịt dòng loa Sittering, sử dụng bát tép selected, không chê được các bác nhá. Còn đúng 3 đôi duy nhất, bán giá cực tốt cho anh em để mọi người mua sắm sở hữu. Thưa các bác, của anh em mới thì không chê được các bác nhá, mới không chê vào đâu được. Đó, rất mới, rất rất mới. 12 triệu 500 ngàn đồng trên một đôi, bán nốt cho các bác của anh em. Dòng này khủng có nhá, bát sâu tép sáng, cực hay luôn. Đó, ok chưa? Hàng xịn các bác nhá, hàng bãi xịt. Đấy, bát tép Sittering. Không có điểm chê, dòng này thùng cân. Đó, anh em chơi những đôi loa này thì nó là bền bỉ, xuồng xã, chất âm hay, bát mạnh, tép sáng. Bát cực kỳ là mạnh, sâu, ấm tiếng. Còn mới thì chắc là không có đối thủ rồi các bác nhá. Nếu mà nói loa bãi nhà em mới thì em khẳng định luôn là không có đối thủ. Đấy, riêng em đã chọn loa bãi. Đấy, khắt khe đầu vào của em không hề đơn giản các bác nhá. Đấy. Dòng loa này mà em bán hôm nay có 12 triệu 500 để bán nốt 3 đôi loa này thì nó quá là rẻ các bác nhá. Ví dụ như là một đôi loa B3 đời S212 14 triệu 500 thì sẽ có lẽ không ăn được đôi loa này các bạn. Đấy, các bác nhìn xem. Loa em bao zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác của anh em, từ bát tép đến phân tần. Anh em cọc 2 triệu em gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Mọi người nhận hàng kiểm tra test hàng, không zin không zin chuyển hoàn lại cho em. Em trả tiền cước 2 triệu. Đó. Còn đúng 3 đôi duy nhất full bãi bát 30 các bác nhá. Anh em có nhu cầu tư vấn ghép bộ với đôi loa này thì alo cho em để em ghép cả bộ cho các bác của anh em. Và các bác xem đúng không? Những đôi loa bãi em nhập thì nó là yên tâm và an tâm từ trước đến nay. Đó, tép đây ạ. Tép từ 12 qua 4.4. Đây, bát này. Tất cả đẹp như kiểu hàng mới các bạn. Đấy, đúng không ạ? 3 đôi. Đó. Anh em xem, đúng không ạ? Sittering. À, dòng bass Sittering thì nó được lắp quá nhiều trong dòng loa B3 Milano Ultraman rồi đúng không ạ? Chắc các bác của anh em không lạ gì nữa rồi. Đúng không ạ? Nó lắp quá nhiều trong dòng B3 Milano Ultraman, còn giá thì nó cực kỳ là yêu thương hợp lý rồi. Vâng, em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm, vâng, hãy gọi cho em thật sớm để sở hữu. Em còn đúng 3 đôi duy nhất các bác nhá, không còn nhiều, đúng 3 đôi, 12 triệu 500 ngàn đồng một đôi tại cửa hàng, và ship thì dự kiến khoảng 13 triệu các bác nhá. Hai số máy của em 0365888988, 0368915555. Cửa hàng Âm Thoát Lân, địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, và có thể giao hàng toàn quốc. Em cảm ơn cả nhà.